Khi còn bé nghe ông nội tôi nói, nhìn thấy nghĩa trang phải lập tức tránh xa, bởi vì nghĩa trang thường là nơi có âm khí nặng nhất, rất dễ chọc phải ma quỷ, càng không nên vì tò mò mà đi đào mộ, nói không chừng bên trong có thể có cương thi. Nghe nói ngọn núi phía trường là nghĩa trang, vì thế ba người chúng tôi vì tò mò, quyết định chạy đến sau núi đào mộ, muốn xem thử hình dạng của cương thi trông như thế nào. Đi đến nghĩa trang ở phía sau trường học, chỉ thấy Ngô Dũng nhanh chóng chạy lại núp sau gốc cây, trong miệng còn nói, các người cẩn thận một chút, ngộ nhỡ đào ngôi mộ này lên, bên trong quan tài thật sự có cương thi. Chúng ta không thoát nổi đâu. Ngô Dũng đứng dưới một gốc cây đại thụ, miệng còn không ngừng nhắc nhở, người tên Dũng mà sao lá gan còn bé hơn chuột thế. Nếu bên trong ngôi mộ này thực sự có cương thi, người đầu tiên nó cắn chính là ngươi đấy, người đang nói chính là nhị cầu. Hắn cầm cuốc trong tay, đang từng nhát đập vào ngôi mộ. Tôi đang mải lau mồ hôi trên mặt, nên cũng không để ý tới bọn họ, chỉ tập trung đào đống đất trên ngôi mộ này ra. Nếu như nói không sợ, thì đó là giả. Thử hỏi có ai nửa đêm không chịu ngủ, nhàn rỗi không có việc gì lại chạy tới nơi này đào mộ. Lỡ như cương thi mà mọi người nói thật sự xuất hiện trước mặt chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi chạy đâu cho thoát. Lúc tôi đang mải nghĩ, xẻng trong tay đột nhiên xúc phải một thứ gì đó rất cứng, phát ra một tiếng keng. Ngay sau đó, tôi liền cảm giác bàn tay ngứa ran lên, vội vàng vứt xẻng xuống từ từ lùi lại phía sau. Tôi hoảng sợ chỉ vào ngôi mộ đã được mở ra, tôi muốn nói cho mọi người thứ tôi vừa nhìn thấy, nhưng trong miệng giống như bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Nhị cầu thấy bộ dạng kinh hoàng của tôi, đang định mắng tôi, liền nghe thấy trong mộ vang lên tiếng rầm rầm. Nhị cầu cũng không còn dũng mãnh như trước nữa, quay đầu hỏi tôi, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tôi chỉ có thể bất lực gật đầu, vẫn không thể nói nên lời. Ngô Dũng đứng dưới gốc cây thấy tôi và nhị cầu vẻ mặt kinh hoàng, run giọng hỏi, sao thế, có phải có ma quỷ xuất hiện không? Ngô Dũng vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy ngôi mộ rung lắc dữ dội. Chúng tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại, một tấm ván gỗ đen kịp từ trong phần mộ bay ra, bay thẳng đến chỗ của Tiểu Dũng. Đó là nắp quan tài. Cũng may Tiểu Dũng trốn nhanh, nếu không đã bị nắp quan tài đập trúng, không chết thì cũng bị đập đến tàn phế. Nắp quan tài rơi ở chỗ Tiểu Dũng đột nhiên lắc lư vài cái, sau đó bùm một tiếng, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Ngô Dũng sợ tới mức hai chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất, miệng không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Đúng lúc này, âm thanh chấn động từ phía sau vang lên, hai chúng tôi run sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy một người trên đầu có lông trắng từ trong mộ bò ra, vẻ mặt hung dữ đang nhìn về phía ba người chúng tôi. Má ơi, quỷ a, cương thi! Tôi và nhị cầu đồng thanh kêu to, cũng không thèm quay lại nhặt xẻng, cứ thế kéo Tiểu Dũng chạy thoát thân. Cả đám chạy té khói về phía trường học, đều do tôi quá hiếu kỳ, nghe lời xúi giục của đám bạn, nửa đêm chạy đến đây đào mộ, xem cương thi cái gì chứ. Tôi đã sớm biết nhị cầu là một đứa hay nghe bậy, hắn nghe người khác nói phía sau trường học có một ngôi mộ chôn cương thi, vì thế xui dại tôi và Ngô Dũng đến sau núi đào mộ, muốn xem cương thi trông như thế nào. Giờ thì hay rồi, cái thứ từ trong mộ bỏ ra có phải là cương thi hay không, tôi cũng không còn muốn biết nữa. Mạng nhỏ của chúng tôi rất có thể phải chôn vùi ở nơi này, cương thi vẫn còn đang cố đuổi theo phía sau, ba chúng tôi vẫn chưa biết có thể tai qua nạn khỏi hay không. Tuyệt đối đừng vì tò mò mà đi đào mộ, nói không chừng bên trong thật sự có thể là cương thi, tập trước nói đến. Ba người chúng tôi không dám quay đầu lại nhìn, bởi vì tôi đã từng nghe Khải Thúc am hiểu pháp thuật nói, nếu bị quỷ hoặc cương thi đuổi theo, nếu quay đầu lại sẽ bị chúng bắt được, đến lúc đó thì chỉ có con đường chết. Tổ phụ của Khải Thúc nghe nói là đệ tử đời thứ 83 của phái Mao Sơn, cũng từng học pháp thuật khống chế ma quỷ, lời nói của ông ấy sao tôi lại dám không tin chứ. Tôi còn chưa kịp đem lời Khải Thúc nói cho nhị cầu và Ngô Dũng, liền nghe thấy Ngô Dũng hét lớn, má ơi, nó thật sự là cương thi, nó còn đang nhảy nữa chứ. Tiêu rồi, lần này chỉ sợ Ngô Dũng lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, tôi có chút lo lắng liền nói, Ngô Dũng, ngươi đừng quay đầu lại nhìn, nếu không sẽ bị hắn bắt được, bị tôi lôi kéo. Ngô Dũng hoảng sợ nói, ta không có quay đầu lại nhìn à, thứ kinh khủng như vậy, ta chết cũng không dám nhìn a. Nghe Ngô Dũng nói xong, tim tôi càng đập nhanh hơn. Nếu như Ngô Dũng không quay đầu lại nhìn,
Vậy người vừa nói là ai? Giây phút này tôi chỉ ước Khải Thúc có thể xuất hiện trước mặt chúng tôi. Như vậy dù cương thi có đuổi theo phía sau tôi cũng không còn thấy sợ nữa. Thấy cổng trường đã ở ngay trước mắt. Chân của ba người chúng tôi đều sắp chạy không nổi nữa rồi. Nhất là Ngô Dũng nhát gan. Nếu không phải tôi và nhị cầu hợp lực lôi kéo hắn, lúc này có lẽ vẫn đang ngồi chờ chết ở đó. Khi đến cổng trường, chân tôi vẫn chưa kịp bước vào, tôi liền cảm thấy vai bị một bàn tay giữ lại. Móng tay dài đâm sâu vào thịt của tôi, cơn đau trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể. Tôi kinh hoàng quay đầu lại, còn cương thi kia không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau tôi. Nó há to miệng định cắn, trong miệng nó lộ ra hai cái răng nanh dài trắng muốt. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, nước miếng từ trong miệng chảy ra. Cứu mạng a, tôi sợ hãi kêu cứu, nhưng bả vai vẫn bị móng vuốt cương thi nắm lấy, đau đến mồ hôi chảy ròng ròng. Dù sao cũng không thoát được, nhị cầu và Ngô Dũng đều lui về phía sau, không ai dám đi lên giúp tôi. Vào lúc tôi hoàn toàn bất lực, một lá bùa hướng đến dán lên trán cương thi, che đi bộ lông trắng đáng sợ. Thân thể cương thi đứng im bất động, móng vuốt từ trong thịt tôi rút ra. Tôi cố gắng chịu đau, quay đầu nhìn thấy Khải Thúc, người tôi vẫn luôn hy vọng xuất hiện. Còn chưa đợi tôi nói ra lời cảm ơn, chỉ thấy Khải Thúc lấy ra một bình thuốc nhỏ, rắc một ít bột phấn màu trắng lên vết thương của tôi. Hơn nữa khi bột rắc lên da tôi, trong nháy mắt tôi không còn cảm giác đau nhức nữa. Sơ cứu cho tôi xong, Khải Thúc liền hỏi sao các con lại gọi hắn dậy. Đây chính là cương thi lông trắng, sát khí còn nặng hơn cương thi bình thường. Những vết thương do nó gây ra không quá một giờ sẽ thối rữa, nếu không may bị nó cắn trúng, đi quá 10 bước sẽ chết ngay. Cũng may theo như ta tính nơi này có hung tượng, còn kịp thời chạy tới, nếu không với trường hợp của cháu không chết thì cũng sẽ bị lột da. Nghe Khải Thúc nói vậy, tôi tủi thân đến phát khóc. Cảm giác được cơn đau trên vai đang dần dần biến mất, tôi kinh ngạc hỏi Khải Thúc, Thúc mới giải thứ thuốc gì lên vai cháu vậy? Hiện tại đã không còn thấy đau nữa. Khải Thúc nói, đó là thuốc trừ tà đặc chế của ta, có thể ngăn chặn độc của cương thi. Bây giờ các con mau đứng xa một chút, để ta diệt trừ con cương thi lông trắng nguy hiểm này đã. Có chuyện gì về phòng của các ngươi rồi nói sao? Tôi và nhị cầu không dám chậm trễ, lôi kéo Ngô Dũng chạy vào gần trường. Thấy khoảng cách đã đủ an toàn, ba chúng tôi mới dám dừng lại xem. Chúng tôi thấy Khải Thúc từ trong túi sách lấy ra một túi muối, rắc một vòng quanh chân cương thi, sau đó giơ hai tay lên làm phép, trong miệng còn không ngừng niệm chú. Đột nhiên lá bùa dán lên trán cương thi bốc cháy, ngay sau đó muối dài trên mặt đất cũng giống như những con rắn bò về phía cương thi. Khi bò đến bên miệng cương thi, liền chui vào trong miệng hắn. Sau đó ngọn lửa trên lá bùa ngày càng cháy to hơn, cơ thể của cương thi đột nhiên run rẩy dữ dội, đầu cương thi biến thành một quả cầu lửa lớn. Hắn phát ra những tiếng kêu quái dị, hai móng vuốt vẫn không ngừng hướng về phía trước, giống như muốn ngăn cản ngọn lửa lan tràn. Đúng lúc này, tôi cảm giác được thân thể Ngô Dũng đang không ngừng run rẩy. Quay đầu nhìn, chỉ thấy trong miệng hắn đang phun ra rất nhiều muối. Tôi và nhị cầu sợ tới mức buông hai tay ra, da đầu tê dại lui về phía sau, không còn chúng tôi đỡ. Ngô Dũng ngã xuống đất co giật, trong miệng vẫn nôn ra muối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhị cầu vẫn luôn rất to gan cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, cả người run rẩy. Tôi không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bất lực quay đầu nhìn về phía Khải Thúc, hy vọng có thể nhanh chóng diệt trừ cương thi. Lúc này Khải Thúc nhìn thấy bộ dáng của Ngô Dũng, liền hét lớn, không ổn rồi, con cương thi này đã sử dụng thuật dịch chuyển linh hồn. Nói xong, Khải Thúc từ trong túi lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ đi tới bên cạnh Ngô Dũng. Lúc này Ngô Dũng đã không còn gì để nôn, liền nằm vật ra đất, cơ thể vẫn đang muốn nôn tiếp. Các cháu mau giúp ta ấn hắn xuống. Tôi và nhị cầu vội vàng tiến lên một bước, đè Ngô Dũng ra. Khải Thúc đem chất lỏng trong bình đổ vào miệng Ngô Dũng. Chỉ nghe Ngô Dũng giống lên một tiếng, từ trong miệng hắn xuất hiện một làn khói trắng bay ra. Thấy bóng trắng kia sắp chạy trốn, Khải Thúc rút thanh mộc kiếm ra rồi hét lớn, linh hồn dơ bẩn của ngươi còn muốn ở trước mặt ta chạy trốn sao? Đừng hòng thoát khỏi tay ra. Sau đó Khải Thúc liền hướng thanh mộc kiếm đâm về phía bóng trắng. Bóng trắng bị đào mộc kiếm đâm trúng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không ngừng run rẩy giữa không trung. Khải Thúc nhanh chóng dùng tay làm phép, trong miệng niệm thần chú gì đó, chúng tôi nghe cũng không hiểu. Sau đó Khải Thúc liền chỉ tay về phía cương thi đã sắp cháy thành tro tàn. Nhập, bóng trắng kia lập tức bay vào trong thân thể cương thi.
linh hồn nhập vào thân thể cương thi đều bị ngọn lửa thiêu cháy. Sau khi chúng tôi trở lại ký túc xá, Khải Thúc liền hỏi, tại sao các con lại để cương thi tóc trắng thoát ra ngoài? Chúng tôi cũng không dám giấu giếm, đành kể lại mọi chuyện xảy ra. Khải Thúc trách mắng chúng tôi và nói, các người thật sự rảnh rỗi đến mức đi đào mộ như vậy sao? Nếu như đêm nay ta không đến kịp, các ngươi một người cũng đừng mong sống sót. Ba người chúng tôi bị Khải Thúc giáo huấn một trận không dám nói nửa lời. Ba người chúng tôi cúi đầu hối lỗi. Đêm nay ta sẽ ở trong phòng ngủ của các ngươi một đêm. Có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Khải Thúc nói xong, liền đem đào mộc kiếm đặt ở bên cạnh giường, rồi nằm xuống. Tôi đột nhiên nghĩ đến chất lỏng màu đỏ mà Khải Thúc đưa cho Ngô Dũng, vì thế liền tò mò hỏi, hồi nãy Thúc vừa mới cho Ngô Dũng uống thứ gì vậy? Nó trông giống như máu vậy. Khải Thúc xoay người, nói, đó là máu gà trống, có tác dụng ngăn chặn tà khí, tăng cường dương khí. Ngô Dũng là đứa nhát gan nhất, dương khí cũng không bằng hai con, vì thế cương thi đã dùng tất cả hồn phách còn sót lại chuyển lên trên người Ngô Dũng, muốn lợi dụng thân thể của nó để phá bỏ bùa chú trên người. Tôi nghe thấy vậy vô cùng sợ hãi. Ngô Dũng nằm ở giường bên kia càng sợ tới mức cả người run lên bần bật. Chúng tôi cũng không dám nói thêm gì nữa. Mỗi người nằm trên giường của mình, có Khải Thúc ở đây, chúng tôi đã an tâm hơn nhiều. Không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, tôi nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân nhảy, ba tiếng mạnh, hai tiếng nhẹ. Tôi giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Dũng trong phòng ngủ nhảy tới nhảy lui rất kỳ lạ. Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chút hồn phách của cương thi kia vẫn chưa được Khải Thúc diệt trừ hoàn toàn sao? Nghĩ đến điều đó, tôi vội vàng nhìn về phía giường của Khải Thúc, muốn cầu cứu, nhưng lại phát hiện giường mà Khải Thúc nằm hoàn toàn trống không. Không biết Khải Thúc đã rời khỏi phòng ngủ từ lúc nào. Tôi sợ đến nổi da gà, tim đập mỗi lúc một nhanh. Khải Thúc không có ở đây, tôi chỉ đành nằm im trên giường, không dám nhúc nhích, chỉ có thể run sợ nhìn chằm chằm vào Ngô Dũng. Không biết tiếp theo hắn sẽ làm ra hành động quỷ dị gì. Ngô Dũng ở trong phòng ngủ nhảy ba vòng, sau đó liền đi tới trước giường Nhị Cầu, nhìn chằm chằm vào Nhị Cầu. Lúc này Nhị Cầu ngủ như chết, hoàn toàn không có phát giác ra sự kỳ lạ của Ngô Dũng. Không lâu sau, trong miệng Nhị Cầu bật ra tiếng ngáy. Đột nhiên, tôi thấy Ngô Dũng hung tợn nói với Nhị Cầu, dám đào mộ của ta lên, thiêu đốt linh hồn ta, ta giết người, ta giết người. Nói xong, nó duỗi thẳng hai tay, thân thể cứng ngắc lao đến bóp cổ Nhị Cầu. Tôi không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lập tức từ trên giường nhảy xuống, hướng về phía Ngô Dũng hét lớn, Ngô Dũng ngươi làm gì vậy? Ngô Dũng không thèm để ý tới tôi, vẫn cố bóp chặt cổ Nhị Cầu, không thể thở nổi. Mắt Nhị Cầu đỏ bừng, hai mắt mở to, con người cũng sắp rơi ra khỏi hốc mắt, hai chân giãy giụa đá vào giường, ánh mắt bất lực nhìn về phía tôi. Thấy Nhị Cầu sắp bị Ngô Dũng xiết cổ đến chết, tôi vội vàng chạy tới kéo Ngô Dũng ra. Nhưng khi tôi chạm vào cánh tay của Ngô Dũng, cả người tôi liền toát mồ hôi, vội vàng buông tay ra, cả người run rẩy lui về phía sau. Cánh tay Ngô Dũng giống như cành cây khô vậy, không có một chút đàn hồi. Đúng lúc này, thân thể Ngô Dũng cứng ngắc xoay lưng lại, vẻ mặt hung tợn nhìn về phía tôi. Trên trán hắn, không biết từ khi nào, đột nhiên mọc ra một đống lông đen. Má ơi, quỷ, tôi không dám lại cứu Nhị Cầu nữa. Hoảng sợ chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngay sau khi tôi chạy đến cầu thang, đột nhiên đâm vào một người đàn ông. Khi tôi ngẩng lên nhìn, thấy người bị đụng chính là Khải Thúc. Nước mắt tôi tuôn ra như suối, hai chân mềm nhũn lảo đảo ngồi trên mặt đất, giọng tôi lắp bắp, Khải Thúc, Thúc đã đi đâu vậy? Ngô Dũng muốn giết chết Nhị Cầu, hắn ta trở thành cương thi rồi. Cháu thấy một nhúm lông đen nhỏ mọc trên trán hắn. Khải Thúc vội vàng giữ chặt tôi lại và nói, ta vừa mới đến sân thể dục dọn dẹp đống hài cốt của cương thi lông trắng, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, mau theo ta trở về xem tình hình thế nào. Tôi bị Khải Thúc kéo trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Nhị Cầu vẻ mặt hoảng sợ, đang ngồi trên giường thở hổn hển, mà Ngô Dũng lại không thấy tung tích đâu. Tôi thấy vết tím rõ ràng trên cổ Nhị Cầu, vội vàng hỏi, Nhị Cầu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta thấy Ngô Dũng biến cương thì muốn giết ngươi, bây giờ hắn đi đâu rồi? Nhị Cầu cả người run rẩy nói, vừa rồi khi ta bị Ngô Dũng bóp cổ sắp ngạt thở thì nhìn thấy trán hắn xuất hiện một đống lông đen nhỏ, vì thế ta liền cào loạn xạ vào trán hắn. Kết quả sau khi tôi giật được đống lông đen nhỏ đấy, hắn đột nhiên hét lớn rồi bỏ chạy.
Khải Thúc lại đột nhiên cười nhẹ rồi nói, ta thấy sự tình không đơn giản như vậy, ngươi mới chính là người đứng sau tất cả, mà Ngô Dũng chỉ là bị ám khí khống chế nên mới muốn bóp chết ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao Ngô Dũng ra, nếu không ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây. Tôi ở bên cạnh nghe xong có chút mơ hồ, vừa rồi tôi rõ ràng tận mắt nhìn thấy Ngô Dũng đang ra sức bóp cổ nhị cầu. Sao bây giờ Khải Thúc lại nói nhị cầu chính là người đứng sau mọi chuyện? Tôi ngơ ngác nhìn hai người, thấy nhị cầu đột nhiên trở nên giận dữ, ánh mắt vô cùng hung ác, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Khải Thúc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không biết Thúc đang nói gì, nếu như Thúc còn ăn nói bậy bạ, cũng đừng trách ta vô lễ. Hừ, chỉ là một tên cương thi đội lốt người, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, giờ ta sẽ khiến ngươi hiện nguyên hình. Khải Thúc nói xong, lập tức từ trong túi lấy la bàn bát quái ra, dùng ngón tay vẽ một đạo phù ở trên, bát quái lập tức chuyển động. Lúc này nhị cầu đã nổi giận đùng đùng nhảy xuống giường, lao về hướng Khải Thúc. Tôi không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Theo bản năng nhanh nhẹn trốn sang một bên, chỉ thấy sắc mặt Khải Thúc thay đổi, giơ cao bát quái lên, trong miệng bắt đầu niệm chú. Khi hai tay nhị cầu sắp bắt được Khải Thúc, trong la bàn bát quái kia đột nhiên lóe ra một tia sáng, chiếu thẳng vào mặt nhị cầu. Tôi choáng váng khi nhìn thấy, làn da của nhị cầu vốn rất mịn màng, bị luồng ánh sáng kia chiếu vào lại dần trở nên nhăn nheo, cuối cùng lại biến thành một làn da khô không hề có lực đàn hồi, trên trán còn mọc ra một chùm lông đen. Nhị cầu kêu la thảm thiết, tôi nhìn thấy móng tay của nhị cầu ngày càng dài, vô cùng sắc bén, rất nhanh liền biến thành màu đen. Nhìn thấy cảnh này cả người tôi run rẩy sợ hãi, lông tơ cả người cũng dựng hết lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy Ngô Dũng biến thành cương thi, sao bây giờ nhị cầu lại biến thành bộ dạng như vậy? Cả người tôi run rẩy đi đến phía sau Khải Thúc, nhỏ giọng hỏi. Khải Thúc liền nói, lát nữa ta sẽ giải thích với cháu, để ta tiêu diệt nó trước đã. Nói xong, Khải Thúc liền lấy ra một lá bùa, bước nhanh về phía trước, dán lên tay nhị cầu. Chỉ nghe một tiếng, mu bàn tay nhị cầu bị lá bùa đốt cháy thành một lỗ lớn. Nhị cầu kêu la thảm thiết, trừng hai mắt đỏ như máu, há to miệng đi về phía Khải Thúc. Khi tôi nhìn thấy trong miệng nhị cầu dần lộ ra hai răng nanh trắng nhọn, vội vàng hét lên, đừng để cho hắn cắn, mau tránh đi. Khải Thúc không chút hoảng sợ mà bình tĩnh lấy ra một gói cho bột nhét vào miệng nhị cầu. Sau đó nhị cầu theo bản năng liền nuốt chửng xuống, khuôn mặt hắn ta dần biến sắc. Nhị cầu cào mạnh về phía cổ, móng tay dài cắm vào da thịt khô ráp, cào ra một vết thương thối rữa vô cùng đáng sợ. Thấy thời cơ đã đến, Khải Thúc lập tức lấy ra thanh một kiếm, dần dần đâm vào miệng nhị cầu. Nhị cầu còn chưa kịp phát ra thanh âm, cơ thể liền cứng đờ ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thi thể khô quắt. Hắn ta chết chưa? Sẽ không nhảy lên và cắn người nữa chứ? Tôi thấy nhị cầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này mới run giọng hỏi. Khải Thúc nói, yên tâm đi, ta vừa cho hắn ăn bộ âm phù, tạm thời trong vòng nửa canh giờ sẽ không nhảy dựng lên cắn người được đâu. Giờ ta phải đi thiêu cái thây man này ngay lập tức, nếu không sát khí của hắn vẫn tồn tại, một khi vọt tới trên người ngươi, ngươi cũng sẽ giống như Ngô Dũng làm ra chuyện không thể khống chế được. Nghe thấy vậy tôi vô cùng sợ hãi, cũng may Khải Thúc không có bảo tôi cùng đem thi thể nhị cầu mang ra ngoài, mà chỉ bảo tôi đứng xa một chút. Khải Thúc từ trong túi lấy ra một túi muối, rắc một vòng trên mặt đất ký túc xá, rồi lại dán mấy tấm bùa chú lên người nhị cầu, sau đó dùng tay làm phép, miệng không ngừng niệm chú. Tôi hồi hộp nhìn thấy tờ bùa dán trên người của nhị cầu đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa chỉ cháy trong vòng muối và không ảnh hưởng đến những nơi khác. Khi cơ thể của nhị cầu bị đốt cháy thành tro bụi, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn. Nhìn theo phía âm thanh, chỉ thấy Ngô Dũng từ dưới gầm giường nhị cầu bò ra, trên mặt hắn đầy vết máu. Ngô Dũng, sao cậu lại ở dưới gầm giường của nhị cầu? Mặt cậu không phải là bị nhị cầu cào đấy chứ? Vừa nghĩ đến móng tay nhị cầu, cả người tôi đều toát mồ hôi. Tôi vội vàng chạy tới đỡ Ngô Dũng dậy. Khải Thúc lấy ra lọ thuốc nhỏ trong túi, đổ một ít lên vết thương của Ngô Dũng để giảm đau. Khải Thúc dọn dẹp đống tro tàn của nhị cầu xong, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên giường. Tôi có chút nóng lòng liền cất lời hỏi, ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Ngô Dũng vẻ mặt sợ hãi nói, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, giống như có một cỗ sát khí đang khống chế tôi lao tới bóp cổ nhị cầu. Tôi nghe nhị cầu nói trong cơ thể tôi có những sợi lông đen của cương thi,
Chỉ cần ăn sát khí này, hắn ta có thể trở thành một cương thi hoàn chỉnh. Còn những gì đã xảy ra sau đó tôi hoàn toàn không nhớ nữa. Tôi cúi đầu im lặng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Lúc trước nhìn thấy trên trán nhị cẩu mọc ra một chùm lông đen, xem ra hắn nhất định là ăn sát khí đó của cương thi. Lúc này Khải Thúc trầm ngâm một lúc rồi nói, ta vừa mới đi ra ngoài xử lý chỗ tro tàn của cương thi lông trắng, cũng cảm giác được còn có sát khí khác, ta đoán chắc đó là cương thi lông đen đang hại người trong ký túc xá các ngươi, vì thế liền vội vàng chạy về. Nhưng pháp thuật của ta còn chưa đạt đến mức cao siêu, đến cửa phòng ngủ mới nhìn ra nhị cẩu là một cương thi chưa hoàn chỉnh, mà con cương thi lông đen thật kia có thể đã chạy trốn. Khải Thúc nói xong, ba người chúng tôi đều im lặng, trong phòng ngủ bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi nhìn thoáng qua điện thoại, đã là 3 giờ sáng. Khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp một hơi dài rồi nói, cả một đêm dài như thế, mọi người đều mệt cả rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi chút đi đã, có chuyện gì ngày mai rồi nói sao. Nói xong, tôi liền nằm trên giường, Khải Thúc và Ngô Dũng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, cùng nhau nằm xuống. Một lúc sau liền ngủ thiếp đi. 3 giờ sáng là lúc thủy tương đối suy yếu, nhưng đối với cương thi mà nói, đó là lúc công lực tăng lên rất nhiều. Tôi quay đầu nhìn Khải Thúc và Ngô Dũng đang ngủ say, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trên trán tôi từ từ mọc ra một đống lông đen lớn, móng tay của tôi cũng trở nên dài và nhọn hoắt. Tôi lặng lẽ xuống giường, đi tới bên giường Ngô Dũng, một nhát cào sâu vào cổ hắn ta phun ra một đống máu. Tôi dùng chăn lau máu trên tay, sau đó đi đến bên giường Khải Thúc với một nụ cười danh mãnh, lộ ra hàm răng đanh sắc nhọn, cúi xuống cắn vào cổ Khải Thúc.